Xin chào. Hôm nay Lật Án sẽ chia sẻ thêm với các bạn một vụ án bí ẩn nổi tiếng ở Nhật Bản. Một nữ sinh trung học khi quay trở về nhà để nghỉ ngơi sau buổi học, thì đột nhiên một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào nhà cô gái khiến cô gái gặp bất hạnh. Do vụ án không có nhiều manh mối, vì vậy rất khó để phá án và vụ án đã không có tiến triển gì sau 10 năm điều tra. Đây được cho là vụ án có ảnh hưởng lớn tới giới trẻ của Nhật Bản và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Đó là vụ án nữ sinh trung học ở tỉnh Hiroshima năm 2004. Địa điểm xảy ra vụ án là ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và ngư nghiệp ở đây phát triển rất mạnh mẽ và được coi là hình ảnh thu nhỏ của Nhật Bản. Ở phía tây của tỉnh Hiroshima có một thị trấn nhỏ tên là thành phố Hatsukaichi, là một cảng gỗ quan trọng ở Nhật Bản và câu chuyện được kể ngày hôm nay diễn ra tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện là Satomi Kitaguchi, 17 tuổi và đang là học sinh của trường trung học Hatsukaichi của tỉnh Hiroshima. Gia đình của Satomi sống ở khu Kamihira của thành phố Hatsukaichi. Nhà của họ là một tòa nhà biệt lập, bên trái là tòa nhà chính còn bên phải là tòa nhà phụ, hai bên được liên thông với nhau. Gia đình của Satomi có 5 người, các thành viên trong gia đình bao gồm bố, mẹ, bà, Satomi và chị gái. Về sau thì Satomi có thêm một người em gái và gia đình họ sống rất hạnh phúc tại đây. Tuy nhiên vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2004, một tai họa đã xảy đến với gia đình họ. Vậy chuyện gì đã xảy ra và Satomi đã gặp phải bất hạnh gì vào ngày hôm đó? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay về ngày mùng 5 tháng 10 năm 2004. Ngày mùng 5 tháng 10 năm 2004, đó là một ngày thứ ba. Mới sáng sớm, như thường lệ thì Satomi đạp xe từ nhà đến trường. Hôm đó có một chút khác biệt, bình thường thì cô phải ở trường học cả ngày nhưng hôm đó lại là ngày thi. Vì vậy cô đã được về sớm và được nghỉ cả buổi chiều. Đến 13 giờ chiều thì Satomi trở về nhà. Thời điểm đó thì bố mẹ cô đang đi làm ở ngoài. Trong nhà chỉ có bà và em gái đang xem TV ở phòng khách tầng 1. Satomi vào nhà chào họ rồi ngồi xuống một bên và ăn bữa trưa một mình. Sau khi ăn trưa xong thì Satomi cảm thấy hơi buồn ngủ. Vì vậy cô đã về phòng của mình. Phòng của cô không ở tòa nhà chính nơi có phòng khách mà là ở tầng 2 của tòa nhà phụ bên cạnh. Mặc dù hai bên thông nhau nhưng vẫn có một khoảng cách lớn giữa hai phòng. Đến 5 giờ chiều thì Satomi sẽ phải đi làm thêm. Vì vậy cô nhanh chóng lên giường nghe nhạc và nghỉ ngơi. Đến 3 giờ chiều thì bà và em gái trong phòng khách ở tầng 1 vẫn đang xem TV một cách thích thú. Thì đột nhiên họ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ tầng trên bên cạnh. Rõ ràng là giọng của Satomi. Sau khi nghe tiếng hét thất thanh, bà và em gái nhanh chóng đứng dậy chạy lên tầng 2 để xem xét tình hình. Họ đi bộ từ tầng 1 lên tầng 2 rồi đến trước cửa phòng của Satomi. Cánh cửa đang hé mở và không khóa. Khi mở cửa ra thì họ sững sờ với cảnh tượng ngay trước mắt. Chỉ thấy Satomi bê bết máu nằm bất động trên sàn cạnh chiếc giường trong phòng ngủ. Đáng sợ hơn là có một người đàn ông lạ đang đứng bên cạnh Satomi. Người đàn ông đó khoảng 20 tuổi, tóc cắt ngắn, tay cầm dao. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bà và em gái vô cùng hoảng sợ. Cô em gái vì quá sợ hãi nên đã nhanh chóng chạy xuống nhà, lao ra khỏi nhà rồi trốn vào một cửa hàng bán đồ làm vườn cách nhà 50 mét. Vừa khóc vừa nhắc lại với chủ cửa hàng, chị cháu bị đâm, chị cháu bị đâm. Bà Satomi cũng sợ run người, vội quay người định bỏ chạy. Nhưng người đàn ông tóc ngắn bỗng thấy có người mở cửa. Anh ta giật mình đứng hình vài giây rồi siết chặt con dao trong tay và đâm bà 4 nhát vào lưng khiến bà ngã xuống đất. Sau đó người đàn ông tóc ngắn vội vã bỏ chạy lao ra khỏi nhà. Lúc đó thì cụ bà bị đâm nhiều nhát nhưng không dính vào bộ phận trọng yếu nào cả. Tuy bà kiệt sức nhưng vẫn cố ngồi dậy cố gắng cứu cháu gái đang nằm bên cạnh nhưng vô ích. Chợt bà nghĩ đến cô em gái của Satomi. Không biết liệu người đàn ông kia có làm hại tử cô bé hay không. Vì vậy bà đã ôm chặt lấy vết thương cố chịu đau quay trở lại phòng khách ở tầng 1 và gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó bà bất tỉnh. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát đã ngay lập tức cử lực lượng cảnh sát khẩn trương đến hiện trường. Xe cảnh sát và xe cấp cứu cũng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Sau khi vào nhà,
Ban đầu họ đã phát hiện ra cụ bà nằm dưới đất ngay cạnh chiếc điện thoại ở tầng 1 nên đã nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu. Trong phòng ngủ ở tầng 2, họ tìm thấy Satomi trên vũng máu và không còn dấu hiệu của sự sống. Qua giám định pháp y, trên người cô có người có 10 vết đâm. Vết đâm chí mạng là vết đâm gần tim và thi thể không bị xâm phạm. Sau đó, cảnh sát đã kiểm tra địa hình gần nhà Satomi. Nếu hung thủ bỏ trốn sau khi gây án, hắn có thể trốn vào những ngôi nhà khác gần đó hoặc tẩu thoát qua sông. Nếu hắn thoát khỏi thành phố thì hắn có thể tẩu thoát theo nhiều hướng khác nhau, rất khó cho việc truy lùng. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm các nhân chứng và tiến hành điều tra từng nhà của những cư dân gần đó. Thật không may, sự việc xảy ra lại vào lúc 3 giờ chiều. Rất có ít người đi bộ trên đường và không có ai nhìn thấy người chạy ra khỏi nhà Satomi. Do đó, cảnh sát đã không thể xác định được hướng mà nghi phạm đã bỏ trốn. Chúng gây ra khó khăn đáng kể cho việc phá án. Thời điểm đó thì bà của Satomi cũng được nhanh chóng đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện địa phương và nhờ được cấp cứu kịp thời nên bà đã sống sót một cách thần kỳ. Đồng thời thì công tác thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ án cũng đang được tiến hành. Cơ quan công an đã trích xuất thành công dấu vân tay của một người chưa rõ danh tính tại hiện trường. Dấu vân tay không thuộc về bất kỳ ai trong gia đình nên rất có thể là do nghi phạm đã để lại. Trên sàn phòng ngủ của Satomi, cảnh sát cũng đã thu thập được một số dấu giày có cùng kích thước và được cho là hung thủ để lại khi vội vàng bỏ trốn. Theo dấu giày thì họ đã tìm được thương hiệu và kiểu giày tương ứng, kích thước là từ 26 đến 27cm. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy được một số mảnh da trong móng tay của Satomi. Sau khi trích xuất DNA thì cảnh sát đã suy ra DNA thuộc về hung thủ. Mặc dù cảnh sát đã tìm thấy những bằng chứng quan trọng trên nhưng vẫn rất khó để phá án nếu chỉ dựa vào những bằng chứng đó. May mắn thay thì bà và em gái của Satomi đã nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ. Sau khi thẩm vấn, họ cho biết họ nhớ rất rõ diện mạo của kẻ sát nhân. Vì vậy, cảnh sát đã vẽ thành công chân dung của người đàn ông dựa trên mô tả của cô em gái và bà của Satomi. Người đàn ông đó có đặc điểm là tóc ngắn, mắt hí, mặt nổi rõ mụn, thân hình cường tráng, cao 1m65 và khoảng 20 tuổi. Sau khi bức chân dung được vẽ ra, cảnh sát tỉnh Hiroshima càng tin tưởng hơn. Họ tin rằng chỉ cần xác định được danh tính của người trong bức chân dung cùng với dấu giày, dấu vân tay, DNA và các bằng chứng khác tại hiện trường thì chắc chắn có thể tìm ra ngay được hung thủ. Vì vậy, cảnh sát đã đưa bức chân dung cho gia đình của Satomi, hàng xóm và bạn học cũng như những người qua đường gần đó để cố gắng tìm xem ai có thể nhận ra được anh ta. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi không có một ai nhận ra anh ta. Điều đó khiến việc điều tra vụ án rơi vào bế tắc. Cô bé Satomi vẫn còn trẻ mà đã phải rời bỏ thế giới. Điều đó khiến gia đình vô cùng đau đớn, nhưng điều khiến họ đau đớn là kẻ tình nghi đã không được tìm ra. Không ai nhìn thấy anh ta. Anh ta đã biến mất không một dấu vết, như thể đã bốc hơi. Cha mẹ của Satomi đã tiết kiệm được 3 triệu yên để đóng học phí cho cô con gái trong tương lai, nhưng không ai nghĩ rằng điều bất hạnh đó lại xảy ra. Cha của cô cảm thấy rất buồn và tức giận, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ sát nhân. Vì vậy, ông đã sử dụng tất cả 3 triệu yên ban đầu được dùng để đóng học phí cho con để làm phần thưởng cho những ai có thể cung cấp được manh mối hữu ích. Các tấm áp phích khen thưởng được dán khắp làng cùng ngõ hẻm nơi đông người qua lại và các đồn công an trên khắp Nhật Bản. Vì thế mà ngày càng có nhiều người biết và trường hợp của Satomi. Dù manh mối bị hạn, những cảnh sát tỉnh Hiroshima vẫn không bỏ cuộc. Họ đã liên tiếp điều tra hơn 40.000 người trong 10 năm sau đó. Thời gian cứ thế trôi qua và kẻ sát nhân vẫn nhờn nhờ ngoài vòng pháp luật. Cha của Satomi cũng lập một trang web riêng và viết nhật ký. Hầu như ngày nào ông cũng cập nhật và kiên trì viết suốt hơn 10 năm. Ông viết về cảm xúc của mình và tiết lộ những diễn biến mới nhất về vụ án. Thời gian đó ông đã viết tổng cộng hơn 4.000 bài nhật ký. Ông nhớ cô con gái của mình mỗi ngày và hy vọng rằng một ngày nào đó ông có thể tìm ra kẻ giết người và trả lại công lý cho cô con gái tội nghiệp của mình. 11 năm sau khi vụ việc xảy ra, tức là vào năm 2015, cảnh sát tỉnh Hiroshima đã mời các chuyên gia từ các tỉnh khác, trong đó có một nhóm chuyên gia điều tra đến từ Hoa Kỳ có tên là BAU. Đây là đơn vị phân tích hành vi của FBI được thành lập để sử dụng phân tích khoa học hành vi để hỗ trợ điều tra tội phạm.
đơn vị đã giúp giải quyết được rất nhiều vụ án. Nhóm điều tra đã xem xét lại hiện trường vụ án và phỏng vấn lại một số người hàng xóm. Sau khi tiến hành phân tích toàn diện thông qua tâm lý học tội phạm thì họ đã đưa ra kết luận rằng năm đó hung thủ không có ý định giết Satomi khi gây án mà có một số sự việc khác đã xảy ra khiến thủ phạm thực hiện hành vi đó. Dựa trên chân dung của cảnh sát và công nghệ hiện đại, họ đã dừng lại diện mạo của nghi phạm sau 11 năm gây án. So với những bức chân dung trước đây thì bức chân dung do máy tính tạo ra sẽ gần giống với nghi phạm hơn. Người ta còn cho biết hình dạng của mắt người sẽ khó thay đổi theo tuổi tác. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các chuyên gia BAU, vụ việc vẫn không có sự tiến triển. Ngay khi mọi người nghĩ rằng vụ án chưa được giải quyết, kéo dài hơn 10 năm trên sẽ không bao giờ được giải quyết nữa, thì vào tháng 4 năm 2018 một điều khó tin đã xảy ra. Hôm đó, cảnh sát tỉnh gia Yamaguchi, Nhật Bản đã nhận được một cuộc gọi đến cảnh sát. Người gọi khai rằng anh ta là nhân viên của một công ty xây dựng ở Yamaguchi. Sếp của anh ta đá vào mông anh ta vì mất bình tĩnh, hai bên ẩu đả và muốn cảnh sát giải quyết. Vì vậy, cảnh sát đã đến công ty xây dựng. Sếp của người đàn ông bị đá là Manabukajima, 35 tuổi, là nhân viên cũ của công ty xây dựng và đã làm việc được hơn 10 năm. Vì một số mâu thuẫn trong công việc, anh ta đã mất bình tĩnh và đá cấp dưới. Người cấp dưới bị đá cảm thấy rất oan ức nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Mọi người đều sợ hãi nhưng không ai dám báo cáo sự việc, và nam nhân viên kia quyết định lên tiếng sau khi bị Kajima đá mạnh vào người. Vốn là tranh chấp nhỏ, sau khi cảnh sát đứng ra dàn xếp, đôi bên chấp nhận hòa giải. Tuy nhiên thì theo quy trình, cảnh sát vẫn phải lập biên bản lấy lời khai. Khi chuẩn bị lấy dấu vân tay, Kajima lộ rõ sự lo lắng bất an khiến cảnh sát chú ý. Sau khi nhập dấu vân tay vào cơ sở dữ liệu để so sánh thì kết quả cho thấy dấu vân tay đó giống hệt với dấu vân tay của nghi phạm đã sát hại Satomi 14 năm trước. Kajima sống ở thành phố Ube, tỉnh Yamaguchi. Tỉnh Yamaguchi thì lại nằm ở rìa của tỉnh Hiroshima. Khoảng cách từ thành phố Ube đến thành phố Hatsukachi là khoảng 100 km. Hoàn toàn có khả năng anh ta chính là hung thủ. Tuổi của Kajima lúc đó là 35 tuổi. 14 năm trước thì anh ta mới 21 tuổi, trùng hợp với độ tuổi khoảng 20 mà bà và em gái của Satomi đã mô tả. Cảnh sát tỉnh Yamaguchi cho rằng Kajima bị có lẽ là nghi phạm trọng tội nên đã bắt giữ anh ta và giao cho cảnh sát tỉnh Hiroshima. Chủ công ty xây dựng, nơi Kajima làm việc, đã rất sốc khi biết tin. Ông ấy đã nhận xét về Kajima rằng anh ấy không bao giờ bỏ lỡ công việc và có một thái độ làm việc rất tốt. Sếp của Kajima không bao giờ tưởng tượng được một nhân viên đã làm việc 10 năm trong công ty của mình lại là một việc điên rồ như vậy. Có thể gọi là biết người, biết mặt mà không biết lòng, nghĩ lại cũng thấy hơi sợ. Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 3 năm 2020. Khi Kajima lần đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ, anh ta đã không chịu thừa nhận tội ác mà mình đã gây ra. Tuy nhiên, trước những bằng chứng chắc chắn như dấu vân tay và en, thì anh ta cuối cùng đã thu nhận tội ác ghê tởm mà anh ta đã phạm phải hơn một thập kỷ trước. Anh ta khai rằng anh ta và Satomi không hề biết nhau. Năm 2004, Kajima làm việc cho một công ty gia công kim loại ở thành phố Haji. Anh sống một mình trong ký túc xá gần chỗ làm. Sau một thời gian dài chịu nhiều áp lực công việc mà không có chỗ giải tỏa, Kajima bỗng muốn bỏ lại tất cả để đến Akihabara của Tokyo. Trên đường đến Akihabara thì anh ta đi ngang qua Hiroshima. Khi đang đứng bên đường, Kajima nhìn thấy Satomi đi học về. Lúc đó thì đang là buổi trưa, trên đường rất vắng vẻ. Vì vậy anh ta nảy sinh ý định bám theo cô về nhà tìm cơ hội để cưỡng hiếp. Sau khi quan sát thì anh ta quyết định đột nhập vào nhà của Satomi và lao lên tầng 2 vào phòng của Satomi. Lúc đó thì Satomi đã dũng cự quyết liệt, anh ta tức quá nên đã vung dao gây án. Luật sư bào chữa của anh ta cho biết tội ác trên là do kết quả của áp lực công việc tích lũy lâu dài của Kajima. Luật sư cũng cho rằng anh ta không hề tính toán trước ý định là sẽ sát hại Satomi. Đó là một bi kịch gây ra bởi sự bốc đồng, hy vọng có thể nhận được một bản án nhẹ từ tòa án. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, tòa án tỉnh Hiroshima đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án. Thẩm phán cho biết hung thủ đã lộng hành trong một thời gian dài và cuối cùng cũng bị bắt.
anh ta đã gây ra nỗi đau sâu sắc cho gia đình của nạn nhân và tác động xấu đến xã hội. Cuối cùng thì Kajima bị tuyên án tù chung thân về tội danh giết người. Đến thời điểm hiện tại thì vụ án nổi tiếng trong xã hội Nhật Bản trên cuối cùng cũng được giải quyết thành công. Đối với sự đau khổ kéo dài của gia đình Satomi thì cuối cùng họ cũng có một tia sáng sau phiên tòa. Cha của Satomi đã viết trên blog của mình rằng: "Xin lỗi vì cha không thể bảo vệ con." Câu chuyện đến đây đã kết thúc, công lý cũng đã đến hồi kết nhưng không thể vì thế mà vắng bóng. Cho đến tận bây giờ, bố của Satomi vẫn cập nhật tâm sự và cảm thấy có lỗi với con gái của mình. Cái cảm giác mất đi một người thân yêu thực sự rất đau. Đằng này, Satomi còn bị hung thủ ra tay tàn nhẫn khiến sự đau đớn khó thể đong đếm được. Cuối cùng thì mình hy vọng cha và những người trong gia đình của Satomi có thể thoát khỏi nỗi đau. Đó càng sớm càng tốt để có thể vui vẻ đối mặt với cuộc sống tốt đẹp ở bên ngoài kia thêm một lần nữa. Mình nghĩ rằng đây cũng là những gì mà Satomi đang mong đợi. Mọi người có ý kiến gì thì hãy cùng bàn luận thêm ở phần bình luận bên dưới nhé. Nếu các bạn yêu thích thì có thể ủng hộ Lật Án bằng cách ấn vào nút đăng ký và yêu thích video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.